Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review 8 tựa game và mình sẽ review Granny Chapter 2 đầu tiên ở trong video này. Đi thôi nào. Thank you.
Roblox sẽ là tựa game tiếp theo mà mình review. Mình sẽ chạy trốn khỏi bà Gren gắt gỏng nhé. Rõ ràng ấn vào nút nhảy thôi mà. Điều gì nó xảy ra thế này? Nhảy qua cái đoạn này rất là dễ nhá, không hiểu kiểu gì mà ngã vào đấy. Mình ấn trượt vào nút nhảy nhỉ? Chấm luôn à.
friends coming to get you. Top đầu luôn, 345 giây. Mình sẽ review Hope Slender đi lại nhé. Oh my gosh.
tiếp theo, Evinen. Loạt game này lâu thế. Vào game thôi. Chưa thấy bác Sama đâu, thôi mình cứ chạy đã. Bây giờ sẽ là tựa game Grandpa and Granny đi. Escape House.
line, red line, green line, green line, red line. Green line, red line. Green line, red line. Green line, red line. Green line. Stickman ra Black phần 8. Đi phát quà. Ôi. Chiến thắng. Cả bước.
ơi, bắn luôn. Chiến thắng rồi, bây giờ sẽ là tựa đề tiếp theo video này. Stick pen xong rồi thì đến chơi Squash Cena Test nha. Mình sẽ review cái tựa game này. Mời các bạn cùng mình đến với chơi Squash Cena Test. No, it's not.
Benny Run sẽ là tựa game cuối cùng mà mình review ở trong video này. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nhé. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.